Chào mọi người, thì cái clip này mình sẽ làm về cái test thử cái mẫu hàng TV 936 này nha. Thì cái lần trước thì mình đã có review về nó rồi, hiện nay mình sẽ test luôn. Thì mình sẽ thử coi nên là nó nóng hay không, và nó hàng nó có sướng tay hơn cái mẫu hàng xài gì bay sao không. Đây, mình sẽ cấp điện. Đây, thì cái dây mình chưa cấp điện nha, dây của nó rồi. Đây, dây của nó rồi, sẽ cấp điện. Cái món hàng này thì nó xài cái sensor nhiệt chứ không phải là xài dưới mai sau, nên nó sẽ nóng nhanh hơn. Thì khi mình đọc con cái tìm hiểu thì mình biết được là nó sẽ nóng nhanh hơn cái món hàng như xài dưới mai sau. Thì mình trả thử nha, nóng cũng khá là nhanh các bạn, nhanh hơn rất là nhiều so với cái mai sau xài với cái món hàng thường. Thì với cái giá là 145.000 combo tay hàng giá đỡ và 5 cái đầu mỗi hàng để thay thế, thì với cái giá này thì tôi nghĩ là cũng ổn, cũng không quá mắc, cũng không quá rẻ. Thì cái dòng này thì nó có cái dòng tay hàng hiện tại thì tôi có là hai loại hàng mà hiện tại đang rất là hot ở trên thị trường, là cái tay hàng TV 936 này và cái tay hàng NO 907. Nhưng mà hiện tại thì mình chỉ có thể mua, mình chỉ mua cái tay hàng TV 936 này thôi. Thì nếu sau này có dịp thì mình sẽ mua tay hàng NO 907 về mà review bạn xem. Để mình sử dụng chì thường thôi nha, không phải là chì loại nhuyễn như các bạn do điện tử nha. Thì cái này thì vẫn chưa, cái nhiệt độ mà để mà hàng nóng mà nhanh nóng hàng trong cái giây suất nó để là từ 5, 7 đến 8 phút gì đó. Thì mình có đọc ở trong cái vỏ ngoài của nó thôi, mình cũng chưa có test thực tế, thì hôm nay mình sẽ test thực tế luôn. Ta là chì là nó đã chảy rồi các bạn. Đây, nóng nhanh hơn so với cái nhiệt độ, nó mới nhanh, cái đầu nó tạo ra ra nhiệt nhanh hơn cái mẫu hàng gì mà xài với mai so. Nhưng mà cái đó nó cũng chưa có đạt được cái nhiệt độ để mà hàng chân chu được, mình sẽ đợi chút xíu thôi. Thì mình sẽ thử nha, mình để cũng khá là lâu rồi. Này, nó đã chảy chì rồi. Thì giờ mình sẽ thử cái hàng một cái đầu pin cell 18605. Mình sẽ thử hàng vào cực dương của cái pin này nha. Mình sẽ xài dây đồng để mình hàng vô. Các bạn thông cảm nha, mình không có cái đầu kẹp đó lại, mình hàng nó cũng hơi khá là thô sơ. Vì mình cảm thấy là cái tốc độ hàng của nó nhanh hơn cái hàng truyền thống, khi mà cầm thì nó cũng thoải mái hơn, nó nhẹ tay hơn. Ở đây mình không có cái eto hay là, cho nên mình sẽ kẹp tay nha. Thì đây là cái khách hàng bình thường của mình nè, nó không có đúng với khách hàng của mấy anh bên dân hàng. Này, kiểu này nó cũng hơi là gọi là sai á. Này, kiểu này nó không có đúng với cái bên hàng nè. Có cái giá đỡ là hàng cũng hơi khó.
Cái này mình hàng cũng tương đối là ok nha, nhưng mà tương đối đây, thử lực này. Khá là cứng nha các bạn, không 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 có bị tung như cái món hàng xài dây meso luôn nha. Nó nóng rất là đều với cục chì này, nó không có bị nửa dính nửa không nha. Em sẽ gỡ ra xem. Đó, thao tác rất là nhẹ nhàng. Thì cái món hàng này nó có chỉnh nhiệt độ mà đây, thì đây có cái mũi tên nó chỉ vô đây, nó chỉ xuống cái phần số, thì mình khuyên các bạn nên là chỉnh nhiệt độ dưới 350 độ C, các bạn không nên chỉnh tới 400, 400, 450 mà. Thì cái này mình trên diễn đàn này các bạn có comment là để bảo đảm tuổi thọ cho cái sensor này thì các bạn nên xài dưới cái nhiệt độ là 350 hoặc là dưới 300, và xài từ 300 về 200 thôi, không nên xài quá 350 hoặc là trên 350. Trên 350 là khoảng 450, 450, 400 này, khoảng này rất là nguy hiểm, nên là mình chỉnh cho nó như là 300 thôi, mình chỉ xài chính là 300. Thì chỉ tối đa của nó là 350 là ổn nhất, trên cái diễn đàn người ta nói như vậy. Mình thì muốn mới xài cái này thôi, nhưng mình chưa có cái kinh nghiệm cái mua mua hàng này nhiều lắm. Thì mình đã test xong thử cái món hàng này thì mình thấy là nó khá là độ ok đó, đáng đồng tiền bỏ ra hơn. Thì nếu mà các bạn hàng nhiều á, nếu mà các bạn hàng nhiều, các bạn chế đồ nhiều, các bạn hàng nhiều nên bạn mua xài cái này luôn, bạn đầu tư hẳn 100 mấy 100, cái này hiện tại chỗ bán nhưng mà mình mua là 145 ngàn, thì mình nói là 145 ngàn. Các bạn đã đầu tư sẵn 100 mấy 145 ngàn, các bạn mua bộ vậy thì các bạn xài thì nó xuống tay hơn, các bạn khỏi mua nhiều một lần nữa. Thì bây giờ các bạn nếu mà ít xài, các bạn mua mua hàng dây mai so thì thường thì các bạn mua trên 60W sẽ ổn hơn đối với cái món hàng của dây mai so. Thì nó rơi mấy mấy cái món hàng đó thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 60 ngàn, 70 ngàn, 80 ngàn một cây. Thì mấy cái món hàng đó là xài dây mai sau thì nó nóng mình cũng cũng nhanh, thì theo cái số quá của nó chậm thôi. Nhưng mà các bạn nếu mà các bạn xài ít thì các bạn nên mua của dây mai sò, các bạn xài nhiều á cần mua của cái loại mà xài sensor này, xài sensor nhiệt một xứ, không phải là dây mai sò kiểu mà quấn quấn nữa. Thì cái phụ kiện mà để mà phụ tùng của món hàng này thì trên Shopee, trên Sen Đỏ nó bán rất là nhiều, trên mạng bán rất là nhiều, rất là nhiều chỗ bán, rất là nhiều giá, nên các bạn yên tâm, các bạn xài thì món hàng các bạn mòn hay là nó cục hay là bị cái gì đó bạn làm mất coi như là các bạn có thể mua cái khác về các bạn thay vô được, thì ngay cái chỗ này các bạn cái tháo được. Bây giờ mình sẽ làm nguội nó ha, tháo ra bạn xem nha. Thì cái này đang nóng, mình không có mở, không có đụng chạm vào được, rất là nóng, cũng tay nha. Này mình sẽ chờ nguội chút xíu nha. Đấy, thì đây. Giờ thì nó đang nguội lên, nguội bớt chút xíu rồi, mới mở tháo được cái phần này nha. Thì cái chỗ này nó có cái phần mở mà, có cái ren nè, bám tay. Các bạn bạn nhẹ nhẹ thôi nha, bạn dặn vừa tay bạn đừng có gặt quạnh quá. Các bạn làm nhẹ tay thôi. Cái này nó cũng khá là mỏng manh nè, các bạn có thể bạn rút ra. Thì cái đầu này thì nó cũng có phụ tùng nha các bạn, mà mua trên Shopee cũng có, Sen Đỏ đều có phụ tùng cái này nha. Đây mình sẽ tháo ra xem luôn, nó gồm nó có một cái sensor nhiệt ở đây nè. Thì cái sensor này trên Shopee vẫn có bán phụ tùng nha các bạn, nó có bán phụ tùng cho cái sensor này luôn. Thì mình chỉ có thể mở tới đây thôi, thì trong đây là cái phần men, cái phần men nhiệt của nó, phần men để mà cấp nguồn cho cái sensor này. Thì phần này nó có luôn điện trở và mấy cái phần để mà chỉnh nhiệt tử ngắt khi mà nhiệt độ đến yêu cầu.
cái phần mà tự ngắt thì mình cũng chưa có biết là nó như nó ngắt có ngắt hay không, nhưng mà mình cảm nhận là nó nóng lên từ từ và nó không có kiểu như là nó quá nhiệt, mình nghĩ là chắc là có ngắt thì mình cũng mới xài thôi, mình chưa có rành gì cái này lắm. Các bạn nào có rành gì cái này thì các bạn comment, các bạn góp ý kiến cho mình ha. Thì mình xài mấy cái này, mình đây là đầu tiên mình xài cái mỏ hàng, xài cái sensor này luôn. Thì đa số đó giờ thì mình chỉ xài cái phần cái xài cái món hàng xài gì mai so thôi. Sau này thì mình cũng thấy là nó xài mình xài nhiều rồi, bắt đầu mình xài nhiều hơn, nên là mình đầu quyết định đầu tư mua cái món hàng xài sensor nhiều người luôn cho nó ổn hơn. Thì vì cái phần mà thay đầu mỏ hàng thì các bạn chỉ cần tháo ra, mình tháo ra thì nó cái này nó lỏng, mình phải rút được cái phần này các bạn bỏ vô nè. Đó, thì lên này các bạn đặt ống, các bạn chậm vô ha. Các bạn muốn tháo đầu, thay đầu không? Các bạn tháo ra. Tháo ra. Đây cái đầu của mình này. Đây cái đầu gốc của nó, cái này là cái đầu mình thay rồi. Thì trong cái túi mà đựng năm đầu đó các bạn lấy ra các bạn. Bỏ nó vô vậy. Đây là cái đầu, đây là ví dụ là cái đầu mới đi. Bỏ vô đây. Đây, thì nó lỏng, nó lỏng chứ nó không có khít gì nè, rất là trơn, rất là lỏng. Sau đó thì các bạn đưa nó vô vào như cũ, các bạn để nhẹ nhẹ tay thôi nha, các bạn xoay, xoay. Thì cái phần này các bạn siết cũng vừa tay thôi, không cũng có cần thiết là phải siết quá cứng đâu. Còn siết vừa tay thôi được rồi, không có cần phải là siết quá mạnh tay làm gì. Thì cái sensor này mình thấy là cũng khá là mỏng manh đó. Thì mình đã làm xong cái phần test gì đó. Thì bạn nào mà xài có nhu cầu thì các bạn cứ mua, mua thì các bạn xài, các bạn cứ trải nghiệm. Trên mạng nó bán rất là nhiều giá, có chỗ thì nó sale, chỗ thì nó bán cái gốc. Mà hiện tại mình thấy có nhiều chỗ nó đang sale cái món hàng này cũng khá là nhiều ở trên Shopee ấy. Các bạn cứ lên trên Shopee các bạn gõ vào cái phần tìm kiếm ấy. Các bạn để là món hàng TV 936 nó ra rất là nhiều, nó ra rất là nhiều chỗ bán luôn, nhiều khu vực bán lắm. Rồi cảm ơn người xem video của mình luôn.